những lời cô nói nhá. Ok mà các bạn ơi, thì hiện tại là đây cái kênh của mình đây. Bao lâu rồi? Anh em mình vô đứng. Đứng rồi. Sao mọi người đen vậy? Của em trắng, nhìn nó vừa ơi. Mọi người đen. Đợi tôi với mọi người ơi, đợi tôi. Ban đồ đen. Thôi nhìn gầu quá. Mình phải diễn cho nó đạt luôn. Đúng rồi. Khoai ra mọi người, thiếu tôi đâu, thiếu tôi làm được rồi đó. Thằng Khen đâu? Trời ơi. Cái quái. Sao mà con đuôi vậy? Không sao. Giang hồ là mình là kiểu cho nó sợ không? Giống như đại ca mặc đùi đó. Mi lên trên lầu rồi đúng không? Bắt đầu nè. Ok, vô. Tôi không có kim. Cầm xuống. Thôi chủ ban cầm này, chủ ban cầm này. Ôi gì vậy? Sao mua đà đi. Đem xuống đi chủ ban. Cầm xuống đi. Ok. Rồi sắp xuống đâu. Vô cầm mấy cưa kiểu đi. Trời ơi. Lâu nè. Các bạn ơi, mình thấy mấy người này tròn kiểu quá đáng quá. Thôi chắc là mình sẽ bỏ ý định. Khen nói gì vậy? Không có gì, mọi người đi trước đi, để tôi sửa soạn cái. Thôi kệ đi. Sẽ theo dõi mọi người các bạn. Lên tới đây chưa? Tới nè. Ấy, không lên được. Lên. Cái chỗ này rối vậy. Có tấm té sắp mặt trời. Hình như đi quá đà hay sao á. Đi quá đà rồi. Đây nè, ở đó là. Vô. Trời ơi, làm cô bé. Nước một cái. Nước. Tôi bị ho, xin lỗi cô. Xin chào mấy anh. Bây giờ tôi muốn nói với cô là mọi người bị. Dạ đúng rồi, hãy anh đi. Mọi người hãy bình tĩnh và nói chuyện lên nào. Bây giờ đệ tử của ta hãy ngồi đây đi. Để ta ngồi kế bên đi. Tôi cậu dám sao? Mọi người cứ ngồi, tôi đứng được. Thôi mọi người đứng đi nói chuyện cho đàng hoàng đi. Rồi đến giới công đình. Bây giờ tôi mới nói chuyện với cô như thế này này. Bây giờ tôi là lính của thằng Jack VN á, là biết thằng Jack VN không? Ai trời mới dậy mày? Mày phải gọi là đại ca Jack VN chứ? Được không hả? Nói tự nhiên đi. Trời ơi. Tôi đúng rồi. Mới dậy. Lính của Jack VN, biết cậu tự Jack VN của chúng tôi không? Khoan đã, cho tôi ý kiến đâu, cho một người khác nói chứ, cái nói gì không nghe vậy đó. Kéo cái lưỡi ra được không? Kéo cái lưỡi ra. Mình nghe cái gì cả. Mình nói như thế này, không, đây là cái giọng của tôi nói như thế rồi và tôi phải nói như thế này. Mày ăn gặp tôi có chuyện gì? Bây giờ tôi không nói về với cô để cô biết tại sao tôi tới đây không? Bây giờ cô thay vì cô lại ở bên Jack yêu mến Jack thì thay vì cô làm đó cô qua bên Caigon, cô lại ở chung với Caigon. Tôi không thể chấp nhận được với lại cái chuyện mà cô đang làm như vậy. Nhưng mà tại sao vậy? Chuyện cô với Caigon ở với nhau chuyện bình thường mà. Không có bình thường gì hết. Không có bình thường gì hết cả. Ở nhau bình thường mà giúp đỡ nhau mà. Nói chung bây giờ cô phải đi theo tụi tôi. Cô phải đi theo tụi tôi. Đi. Bình tĩnh mọi người, bình tĩnh. Nếu bây giờ mong cô hợp tác với chúng tôi, không hợp tác là tôi sẽ có biện pháp nha. Tôi không nói nhiều. Đây nếu cô hợp tác với tôi thì cô sẽ còn sống, không sao đâu. Đi theo tôi nào. Bây giờ lại có súng đi sau chứ. Quên, có súng thì đi sau. Đúng rồi. Bây giờ đầu vàng dắt đi. Rồi đầu đen ở sau cầm súng. Cái thằng màu vàng mà sao mày đi ngu vậy, mày đi cái đường này té sắt mà thì sao? Sao em ba cả ngày nói chuyện ra thế mày phải quá vậy? Bây giờ em xin lỗi mình, em Ngồi thôi, nó hỏi thiệt chứ. Nó sẽ giá luôn. Lẹ lên để Simmy chạy mất cái giờ lẹ. Chắc mình chạy các bạn ơi, trời ơi, dăng một cái này dăng. Cô dám chạy đi đâu đó, tôi nghe hết những lời cô nói nha. Chạy. Nó chạy. Lẹ lên. Dám chạy. Đứng lại. Không phải. Đây. Mấy người muốn gì vậy? Bây giờ cô hãy đi theo tôi và nhà. Bây giờ nếu cô muốn sống thì phải đi theo tụi tôi. Đúng rồi. Là sao? Ủa mấy người là người của ai? Sao tôi nói chuyện với tôi? Tôi đã nói rồi. Tôi đã nói là người của Jack VN. Đúng rồi. Là lính. Em coi lại đừng là Jack thôi mấy người tới nha. Đúng rồi. Không phải vậy. Tôi biết phải làm mấy chuyện như này. Tôi không biết. Sau khi tôi nghe những cái chuyện mà Jack VN đã nói cho tôi thì tôi thấy Jack VN rất là đánh lòng nè. Tôi nghe được. Cậu Jack nói và cậu Jack trả cho tôi. Mấy chục cuộc chiến lên. Tôi rất là lên. Tôi trong tất cả tụi tôi, để tôi nói nè, trong tất cả tụi tôi là người hiểu Jack nhất và Jack với nó rất là cần sự yêu thương của cô, nhưng mà cô lại đi nói nhiều quá đi. Mày lúc đầu Jack vào ghét tôi mà, nhưng mà giờ nói vậy là sao? Nó ghét để nó tỏ cậu ấy ghét rồi cậu ấy gì tỏ ra cun nhầu thôi. Chưa cho bọt không? Bây giờ tôi có hai sự lựa chọn cho cô, thì nếu phương án thứ nhất là nếu cô không đi với chúng tôi thì tôi sẽ hiểu chuyện gì xảy ra với cô rồi đấy. Và nếu cái trường hợp thứ hai mà nếu cô đi theo tôi thì cô sẽ được sống và cô sẽ không bị gì hết. Đúng rồi. Tại sao vậy? Được rồi, tôi đi ra. Đi ra chặt đuôi à? Bây giờ lấy thằng chiến mã ra đi. Ê mà cá, trời ơi làm gì quá vậy, bình thường á. Bây giờ cô hãy đi theo tôi nào. Chết rồi, trời mưa. Bây giờ đúng ngày tồi tệ của cô luôn đấy. Đi dọn đi. Ê mấy đứa cho hỏi cái trại giam nó ở đâu về? Không biết đường thì dẫn đi sau đi. Không đợi đi tao rồi. Ok chạy đi. Cái tại sao? Ủa tại sao mình lại bắt nạt tôi vậy? Tôi có làm gì sai đâu. Tôi không có bắt nạt, tôi chỉ làm đúng quy định thôi. Bên này chưa. Tôi có làm Jack đau khổ đâu. Em ơi lại chơi. Lại. Ồn ào. Ồn ào có gì? Đây cái tù bên đây rồi. Chúng ta có thể thả con chụp bô ở đây được rồi. Đây, mời cô hãy đi bên tôi. Nếu cô tự chọn ở tù thì cô sẽ không có chết đâu. Chỉ ở đây, cô chỉ ở đây khoảng 30 ngày thôi, không sao đâu. 30 ngày không được tôi. Đúng rồi. Nếu các bạn muốn Simmy ở bao nhiêu ngày thì bình luận ở dưới nhà mình. Rồi, chị cho nó thế này. Mọi người bình tĩnh, chúng ta cần nói một cái sự thật này cho Simmy biết, hiểu không? Ok, bây giờ cô hãy nhắm mắt lại đi. Đúng rồi, bây giờ cô hãy quay lên về sau và nhắm mắt lại, tôi sẽ nói một điều bất ngờ cho cô. Bây giờ tôi làm gì đây? Tôi quay lên lại hả? Quay lên lại để có điều vui lại đi. Để có điều vui cho cô đây. Xin chào. Bây giờ mình bỏ Simmy đây luôn, mình nhốt Simmy đây luôn, xong mình về luôn. Đi về. Bây giờ cô phải bị nhốt trong tù, hiểu không? Cô phải trần ra. Đi về. Thôi tạm biệt nhá. Ôi trời, nơi bàn giáo biệt cô. Bạn cứ làm gì mà bạn? Lại đi. Tạm biệt nhé. Tôi đi về. Bye bye. Ok thì video của mình chỉ đến đây thôi, thì các bạn hãy nhớ để lại một like, một nút share cho tất cả thành viên trong Dango Team các bạn. Ok, và nếu bạn thấy thích mình muốn quay video nữa thì hãy nhớ để lại ý tưởng với những comment bên dưới các bạn, thì mình sẽ thực hiện cái ý tưởng của các bạn nha. Còn bây giờ chúng mình sẽ hẹn gặp nhau trong các video khác. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video khác nha. Bye bye.